tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong 92 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày liên quan đến 22 nguồn lây có nguy cơ cao, trong đó đáng chú ý một số nguồn lây có số ca mắc nhiều liên quan đến khu công nghiệp. Như vậy, tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 818 ca mắc COVID-19, trong đó 92 ca về từ ngoại tỉnh. Hiện đã có 78,5% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thành phố cũng đã tiêm chủng cho 85.000 trẻ em các lứa tuổi, trong đó mũi 2 là hơn 26.000. Sắp tới, thành phố sẽ tổ chức thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, diễn biến dịch hiện vẫn rất phức tạp, trong đó có tâm lý chủ quan lơ là cần phải chấn chỉnh. Các đơn vị địa phương tiếp tục siết chặt lại các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường xử lý vi phạm phòng chống dịch, nhất là tuân thủ quy định 5K. Đề nghị các đồng chí ra soát và quán triệt lại cái tinh thần này trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân trên địa bàn của mình về cái công tác phòng chống dịch là không được lơ là chủ quan mà phải quyết liệt. Từng xã phường phải yêu cầu các tổ dân phố đến từng gia đình để mà tuyên truyền những gia đình nào mà có bệnh này, những người già yếu thì công tác bảo vệ phòng chống dịch phải được đề cao hơn nữa. Chứ còn nếu không thì nó tấn công vào những cái đối tượng này thì có vấn đề cứu chữa điều trị rất khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng, lưu ý rà soát để không bỏ sót trường hợp người dân chưa được tiêm chủng. Đề nghị các địa phương phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng, giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý đảm bảo công tác phòng chống dịch ở trường hợp tại các chợ, giao công an thành phố rà soát, đánh giá lại hiệu quả các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố để tính toán phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Sở Lao động Thương binh và Xã hội kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ cho người dân.